là nó xịn gần 10 năm rồi. Các loại viện công thì vẫn phải có những cái bất cập để như đông. Nhưng mà đợt được đó một phòng bao nhiêu người? Ông đấy nằm một phòng tầm 10 người. Đông. Ừ. Nó có phòng 1 triệu thì một mình một nhà gia đình thôi. Phòng VIP. Phòng tự nguyện. Em nhớ đợt hồi xưa ông em nằm ở trong phòng tự nguyện đó là 1 triệu 2 rồi. Các người nó chỉ ở Việt tỉnh thôi nhá. Các phòng nó chỉ 4 người thôi. Kiểu này quá chừng nữa đấy. Ừ. Còn 50 người nó chỉ ở phòng thường thôi. Đúng rồi, phòng thường như dân quê làm gì có tiền nào vào phòng VIP em. À, phòng thường ấy nó sẽ không bị ghép giường. Đúng rồi. Giờ không bị ghép giường ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa là cứ hai người một giường nằm quay đầu ấy. Cái đợt ngày xưa anh thấy thế. Nhưng chắc đợt nào quá tải thôi, đợt này nó không quá tải thì... Nó quá tải nó sẽ cho phòng thường ghép luôn. Để họ ghép. Thường nếu mà viện kiểu thu tiền giường thì nó sẽ không ghép. Thank you.